hoặc còn có dân la muôn năm chẳng nào là tên hiệu chẳng biết là gì, ngày đó ngày làm chẳng biết đường nào về mà đặt ra hồi kinh là đặt mà bắt đầu được hướng về nơi tiêu nhà là ngay bắt được thủ bài cho bằng nội dung mà tiết ra luôn ba cái họ em lại đầy mà hắn nói bốn năm một biết chẳng nào hắn nào mà người ta một ngoan đó là đòi xin tắt lên tổ bắt ra từ chuyện nữ tư tại viên các
xác đắc phẩm nam nữ tinh hoa quách phúc cúng tuồng tai ơn thiên đó là bậc tiên kỳ hiếu tử nam tử tạm phẩm quan quyền quan tâm tài nữ tử tạm thiên đoan đoan nghĩa tạm minh Thank you.
triệu triệu băng hồng, hiệu triệu hồng, tam hồng tất bắc, lai phục phong phang, tất nhập ngài, nhập quan tài, hú bên kia, hú ba hồn đẩy biến thiệu thiệu tâm hồn, thiệu thiệu hợp, tam hồn sơ tất, lai phục công an, tất nhập ngàn, nhập quan tài, hú mình nhất, hú màu mình, hú màu mình phải đi, hỏi đồng chí đông này là thành sắc. Chắc sai mấy gì? Không, ta chờ đúng rồi. Tam thanh bất lưng thì chúng ta để bóng ra cất lên xuống cái chỗ tam thanh bất lưng thì chúng ta để bóng ra cất lên các cái chỗ bàn bàn hồn nhiễm kinh hồn diệu pháp
con ơi mặt lại đông cây hạt thu lan bát bạc lưu tôi là nhất văn văn hoàng hoàng nhất thanh nhị phó thủ kim văn diệu thỉnh bông hồng diệu diệu hồng tam hồng tứ sắc lai phục công phan ác nhập thần bì ác nhập hình hài nhập quan tài con ơi hồn hề tầng đầu nhập máu hồn hề tầng cốt nhập tan hồn hề tầng thịt nhập tràng hồn hề linh linh kiến nhập hồn mang nhập là tạng quy phục thân thể các thương chiến tàn đã là tất cung cung bái vâng, giờ này đây thầy cùng với con cháu đang làm lễ phục hồn phát tang cho con cháu đã xong, chuyển sang phần lễ thăm viếng. Vậy ở bên ngoài có cách nào có lễ viếng để chuẩn bị vào thất nén tâm nhang để viếng cụ? Xin được kính thưa không linh hồn của cụ, cũng như kính thưa toàn thể trong gia quyến, quan các khách gần xa, nhận được tên cụ hưởng chữ hưởng thọ 96 tuổi Sa Đà mãn nguyện quy ẩn tổ tiên không còn nữa, nhận lời mời của gia đình đã đón đoàn nhạc hiếu anh em chúng con về đây mang tiếng trống ngọn kèn cũng như lời ca thay thế khóc cho toàn thể các con của mẹ các cháu của bà ngày hôm nay. Cụ ơi, thật đúng là tiếng kèn vĩnh biệt vòng hoa, tiếng kèn nghĩa mẹ công cha cao dày, quê hương thì như bát nước đầy, đội kèn nhạc hiếu kèn này hí chung, chỉ còn có một đêm nay thôi là một đêm dài sầu lặng uất u, để cho tiếng kèn đứng chống quầy du hồn về thảm thương khúc nhạc tình quê. Anh em chúng con ơn đổi muôn nghề tổ tiên, giờ này để bác chủ mở mắt tình thương bên linh cữu của cụ làm đoàn nhạc hiếu sẽ mang những màn nhạc la mai năm thương lúc bồng lúc trầm để cô vùng giấc ngủ ngàn tu đưa cụ về với thiên thu vĩnh hằng. Lễ viếng đầu tiên chuẩn bị vào thắp nén tâm nhang để viếng cụ là lễ viếng của đoàn tạ tộc họ Tạ.